Thưa quý vị, từ ngày 15 đến 18 tháng 8, phiên họp chuyên đề pháp luật đầu tiên của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 15 đã diễn ra với nhiều nội dung quan trọng và khối lượng công việc lớn. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về 8 dự án luật, 2 dự thảo nghị quyết, 1 dự thảo pháp lệnh, trong đó có 5 dự án luật sẽ trình Quốc hội xem xét và biểu quyết thông qua tại kỳ họp thứ tư tới. Với tinh thần chuẩn bị từ sớm, từ xa, phiên họp được tổ chức tiếp tục là minh chứng thể hiện xuyên suốt tinh thần đổi mới và không ngừng tự hoàn thiện, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, trong đó có công tác lập pháp là điều mà ngay từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15 đã đặt ra. Trong số 8 dự án luật mà Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến, nhiều dự án luật có nội dung khó, phức tạp, đòi hỏi phải dành nhiều thời gian thảo luận dân chủ, thẳng thắn, lắng nghe và tiếp thu kỹ lưỡng, khoa học. Việc tổ chức phiên họp chuyên đề là sự đổi mới trong hoạt động lập pháp. Nếu như trước kia, tại các phiên họp thường kỳ hàng tháng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét nhiều vấn đề khác nhau, thì nay sẽ tách riêng tập trung chuyên về pháp luật. Điều này cũng cho thấy hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong việc xem xét các vấn đề thuộc trách nhiệm thẩm quyền của mình ngày càng chuyên sâu, chuyên nghiệp, đi vào thực chất. Với cái việc tổ chức cái phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật lần đầu tiên như vậy, thì cho thấy những nội dung được chuẩn bị, được đưa ra thảo luận và cũng được thảo luận ở tại phiên họp Thường vụ Quốc hội rất là tập trung, chuyên sâu và cái chất lượng rất là cao. Thì trên cơ sở xem xét cái tính chất, mức độ và cái số lượng văn bản thì Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiếp tục tổ chức những cái phiên họp tiếp theo. Tôi nghĩ rằng có thể Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét có thể mở rộng ra cả các nội dung khác. Tôi cho rằng cái cách làm này rất là sáng tạo và đổi mới trong cái hoạt động tổ chức và hoạt động của Quốc hội, và cái việc làm này thì nó cũng tạo cái sự chuyển biến trong cái việc nâng cao chất lượng, cái hiệu quả, cái hoạt động xây dựng pháp luật của Quốc hội. Cái còn xuất phát từ cái chức năng quan trọng nhất của anh, thành ra tâm mình thấy Thường vụ Quốc hội bàn chuyên đề về pháp luật, tôi cho là rất trúng, nó rất đúng thôi. Tiếp tục cái Quốc hội khóa trước nhưng làm bây giờ nó cương quyết, nó thiết thực hơn. Mình thấy mừng ở chỗ cái công khai, minh bạch và dân chủ trong Quốc hội ngày càng tốt hơn. Mặc dù khối lượng công việc lớn, khó, phức tạp, nhưng hầu hết nội dung đều nhận được sự tán thành và cơ bản nhất trí cao. Có được điều này là do sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng của các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan hữu quan, đặc biệt là sự nghiêm túc nghiên cứu kỹ lưỡng, tham gia tích cực vào tất cả các nội dung của các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Thưa quý vị, trong 4 ngày làm việc, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến vào nhiều nội dung khó và phức tạp, như dự án luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sửa đổi, dự án luật phòng thủ dân sự và dự án luật phòng chống rửa tiền sửa đổi. Đây là 3 dự án luật sẽ được trình lần đầu tại kỳ họp thứ tư của Quốc hội. Bên cạnh đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua những nghị quyết quan trọng làm tiền đề cho đổi mới hoạt động của Quốc hội cũng như hoạt động của Hội đồng Nhân dân địa phương. Dự án luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sửa đổi có phạm vi sửa đổi rộng, liên quan tới nhiều luật khác nhau. Dự án luật được sửa đổi trong bối cảnh việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng còn nhiều bất cập. Vì vậy, nhận được sự quan tâm và kỳ vọng rất lớn của cử tri và nhân dân cả nước. Tuy nhiên, ngay từ khái niệm người tiêu dùng, tức là phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng của luật đã còn nhiều ý kiến khác nhau. Các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận rất kỹ, trách nhiệm, yêu cầu nghiên cứu lại khi thu hẹp đối tượng người tiêu dùng chỉ là cá nhân mà loại bỏ tổ chức. Bởi rõ ràng, như Chủ tịch Quốc hội đã nhấn mạnh, trong điều kiện pháp luật cho phép phải bảo vệ người tiêu dùng ở mức độ cao nhất. Cách hiểu người tiêu dùng gồm những ai thì rõ ràng đây là cái nội dung trọng tâm của luật. Bởi vì là luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thì trước hết chúng ta phải xác định là người tiêu dùng thì bao gồm những cái chủ thể nào. Các cái ý kiến thảo luận đại ban Thường vụ Quốc hội thì tôi thấy rằng là thảo luận có thể nói rất là kỹ, nghiên cứu rất kỹ lưỡng các cái cơ sở cả về lý thuyết rồi cái thực tiễn thi hành rồi cái kinh nghiệm quốc tế và đưa ra những cái nhận định, những cái đánh giá rất là xác đáng. Và qua những ý kiến của các đại biểu tham gia cái phiên họp thì tôi thấy là cũng ban soạn thảo, cơ quan trình cũng cần phải nghiên cứu đánh giá kỹ lưỡng hơn nếu như muốn bảo vệ cái quan điểm là thu hẹp cái đối tượng người tiêu dùng, tức là bỏ cái đối tượng là tổ chức ra khỏi cái phạm vi người tiêu dùng được quy định ở trong cái luật này. Tôi hy vọng là lần sửa đổi này cũng sẽ là chúng ta sẽ xây dựng một cái luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng nó sát với thực tiễn hơn, có cái hiệu lực hiệu quả hơn để người tiêu dùng, để như chúng ta là yên tâm hơn trong cái việc khi mà chúng ta tham gia vào các hoạt động dịch vụ, mua sắm hàng hóa dịch vụ phục vụ cho hoạt động tiêu dùng của gia đình cũng như bản thân là yên tâm,
và chúng ta yên tâm là nữa là có một cơ chế của nhà nước để đảm bảo cho chúng ta là khi mà chúng ta bị quyền lợi của chúng ta, quyền lợi của người tiêu dùng bị vi phạm thì chúng ta sẽ biết là sẽ bảo vệ nó bằng cách nào và cơ quan nào sẽ phải có trách nhiệm giúp chúng ta để bảo vệ nó. Một điểm đáng chú ý tại phiên họp lần này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã thông qua nghị quyết hướng dẫn hoạt động giám sát của Hội đồng Nhân dân. Nghị quyết được xem như cuốn cẩm nang cho hoạt động giám sát của Hội đồng Nhân dân các cấp, hướng dẫn giải quyết những vướng mắc trong hoạt động thực tiễn, góp phần đảm bảo tính hiệu lực, hiệu quả, thống nhất, tăng cường tính công khai, minh bạch trong hoạt động giám sát của Hội đồng Nhân dân. Vì vậy, nghị quyết được các địa phương rất mong chờ. Nhất là đối với thành phố Hà Nội thì có thể nói là cái việc ban hành là hết sức cần thiết và kịp thời. Nghị quyết thì cũng đã được xây dựng rất là công phu, chất lượng. Thế và cái quan trọng nhất là các cái nội dung trong 31 điều này thì cũng đều bám sát theo các quy định của luật. Rất quan trọng như vậy. Và có rất nhiều các cái điểm mới và phù hợp với tinh thần đổi mới bài bản khoa học hiệu quả của Quốc hội cũng như là Ủy ban Thường vụ Quốc hội là sẽ lan tỏa tới Hội đồng Nhân dân các cái tỉnh, thành phố và tới các cấp. Thì cái này rất quan trọng. Đặc biệt là đối với các quy định ở Điều 27 liên quan đến vấn đề mà Hội đồng Nhân sẽ xem xét báo cáo của Thường trực Hội đồng Nhân về việc thực hiện các nghị quyết kiến nghị và các kết luận sau giám sát đối với các cơ quan có trách nhiệm thực hiện các nội dung đó. Thì hiện nay thực sự đây là một nội dung mà trong quá trình thực hiện nội dung giám sát chúng tôi thấy cũng còn những hạn chế nhất định. Về pháp lệnh xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng, chỉ trong vòng 2 ngày kể từ sau khi trình Ủy ban Thường vụ cho ý kiến vào ngày 15 tháng 8, Thường trực Ủy ban Tư pháp đã chủ trì phối hợp với Tòa án Nhân dân tối cao, Thường trực Ủy ban Pháp luật, Bộ Tư pháp, Bộ Công an và Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao tích cực khẩn trương, nghiêm túc nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để bổ sung 3 điều, chỉnh lý 15 điều, đảm bảo cao nhất chất lượng trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua trong sáng ngày 18 tháng 8 với tỷ lệ tán thành rất cao. Quốc hội làm hết việc chứ không làm hết giờ. Đó là lời tái khẳng định của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại phiên họp chuyên đề pháp luật của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Thông điệp này chính là hàm chứa cam kết một Quốc hội luôn sẵn sàng chủ động, hành động, luôn đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, nhân dân lên trên hết và trước hết. Hành trình vạn dặm bắt đầu từ một bước nhỏ. Những thành công tại phiên họp chuyên đề pháp luật đầu tiên của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ góp phần tạo tiền đề cho thành công của kỳ họp thứ tư. Thành công của phiên họp lần này nó vừa có hai ý nghĩa. Một là một cái bước rất là quan trọng để thực hiện cái thông báo cái kết luận số 19 của Bộ Chính trị và kế hoạch 81 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội liên quan đến chương trình xây dựng pháp luật của Quốc hội cả nhiệm kỳ. Cái thứ hai nữa là một cái bước rất là quan trọng để chuẩn bị cho kỳ họp thứ tư. Đến nay thì chúng ta mới còn hai kỳ họp nữa để chuẩn bị cho kỳ họp thứ tư. Nhưng với cái tiến độ và cái chất lượng như thế này thì chúng ta cũng có thể yên tâm là những cái nội dung mà chuẩn bị cho kỳ họp thứ tư đảm bảo được cái tiến độ và cái chất lượng theo yêu cầu đề ra.